ăn gì? Mình thì ở đây tại mình được mời vô đây thôi và mình sẽ bị hành hạ bởi cái món này đây. Các bạn gán chịu đựng, mình cũng gán chịu đựng thôi. Hôm nay á, tụi mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái món nói chung là cũng rất liên quan tới Harry Potter, đó chính là kẹo thúi Harry Potter. Và cái kẹo này thì nó có nguồn gốc đúng là từ phim này luôn và nó xuất hiện hình như là trong phần 1 trong cái phần hòn đá phù thủy. Như mọi người cũng đã thấy là cái hộp đó chỉ nhỏ như thế này thôi và nó màu tím như thế này. Và một cái hộp này sẽ có mức giá là 70.000. Cái hộp này đặc trưng là nó sẽ có 20 viên bất kỳ mùi và nó sẽ không chia ra làm mỗi mùi sẽ là 2 vị thơm thối nữa và nó sẽ là đặc trưng của một mùi luôn và bọn mình sẽ không được biết trước mùi nào cả, sẽ bốc đại. Rồi ok, thôi vô đi, giờ. Nói chung là cỡ nào mình cũng chết. Thì thôi diện từ khởi đầu nan đi. Diện này đầu nạn. Khi màu đỏ đi, màu đỏ đi, màu đỏ. Cái màu nó tươi nhất là coi chừng màu nó ghê nhất. Thôi đi anh ơi, anh đừng. Dạ. Rồi ăn. Có sai lầm không ta? Ăn đi. Ăn nhiều quá. Nó cũng thơm mà. Thơm kiểu gì cái thơm. Thấy chưa? Em mến mà. Hương trái cây. Hương này là hương cherry nè. Hay quá, mùi mình chưa chết. Rồi lần đầu tiên chưa chết. Mùi này ngon quá. Thơm này rất là thơm. Rồi thôi chúng ta dừng video là đây, cảm ơn các bạn đã dưới theo dõi. Đừng có mà. Tiếp, màu xanh đi ha. Xanh lá nè. Chà. Cái nè. Xanh nhạt đó nha, đừng lấy xanh đậm. Nó trông ngọt ngay vậy. Anh thấy có mùi rồi đó. Anh thấy nó mùi nó ăn rồi đó. Cái mùi này nó mỏng rồi đó. Ủa em thấy ngon mà. Ngon cái quỳnh mà. Ủa sao tao cảm thấy rất là ngon. Nó ngọt lắm. Nó ngọt nhưng mà nó hơi ăn. Nhưng mà hôm nay cũng là kẹo thơm chứ không phải kẹo thối. Sô-cô-la. Rồi, sô-cô-la nha. Sô-cô-la. Rồi vô. Sô-cô-la. Tao nói mày sô-cô-la nha, mày cái khác là tao nghĩ nha. Sô-cô-la nha. Mùi gì á? Cái mùi này. Ê, nó giống như là mùi gỗ, mùi gì? Mùi gì ấy? Mùi nước mưa. Nó giống như là mùi 11 vậy á. Mùi gì á? Nó kỳ lắm á. Thôi cắt đi, bạn đi đổi đây. Mình thấy sai lầm khi mình nhận lời vô thì cho ăn cái này rồi mấy bạn ơi. Chà, thôi lấy màu đỏ này. Màu đỏ này bảo đảm là hôi nè. Tại vì màu đỏ này là ngon rồi. Em nghĩ nó thơm, Tao nghĩ là thúi. Tao nghĩ là thơm. Cherry. Này là mùi cherry, trái cherry nè. Mấy trái cherry nè. Ủa mà kẹo ngon mà. Kẹo thơm. Đông thấy thơm. Thơm bà nội. Có cái mùi gì á. Đâu. Cái này đâu phải là thúi. Dậy bóng. Mua này đi. Này. Mua này nhìn giống như là mứt mốc vậy á. Tao nhìn tay vậy rồi tao sợ rồi á. Em nghĩ chị chưa chị. Em nghĩ giống như là màu trái nho mà nó bị mứt vậy. Ê cách này hay bà tuổi không nghe được mùi gì luôn. Ghê ngọc không bà. Bà ngọc thở quá. Ngọc bảo quá chứ lị. Chưa nghe mùi gì hết. Đừng có phun ra trời ơi. Nó chua. Tao không thấy mùi chua. Không, cái vị nó chua mà. Cái vị nó cứ lợ. Lợ. Mùa này nó cũng hăng mà không biết nó là cái gì. Nước muối đó. Đúng rồi đó, nghi lắm. Nó lợ. Rồi đi coi đi. Sao chung. Burger cấp rưỡi đúng rồi. Rồi đúng rồi, trời ơi. Nó mặn đây, nó mặn. Rồi, màu xanh đi vọng. Vô. Rất là đẹp luôn. Màu xanh này là star cái gì ta? Đỏ Việt Quốc. Việt Quốc. Anh đã làm. Ô. Ghê quá. Cái này là mùi xà phòng. À da trời. Trời. Có chảy nước mắt luôn á. Thôi cái mùi nó sọc lên kinh khủng. Ăn nhựa vậy á. Cái mùi nó giống như là cái mùi nước tẩy rửa. Đúng rồi đó. Mùi da ben. Mình tiếp tục đi. Rồi tiếp tục đi anh. Rồi đây là một cái màu hồng rất là dễ thương, xanh đỏ đỏ. Màu hồng nó chấm rất là đẹp. Đẹp lắm mà không biết ăn sao đâu. Nãy giờ dính 3 viên rồi đó. Thơm, kẹo thơm. Cái này là mùi xương gum. Như là cũng gần hết rồi. Này cái mùi sữa. Này đậu nành. Sữa. Đây là hạt đậu nành. Sữa đậu nành. Gần cuối rồi, giờ vô lại đi. Cuối cái là sau này con không về luôn. Con biết bây giờ mẹ chớ tin con. Khi thấy mai đào nở vang bên. Sao cái mùi đó chua quá vậy? Cái này là mùi trứng thối nè. Ủa nó hăng hăng. Ủa nó hăng đến cổ luôn á. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên. Hết chưa? Rồi. Thôi bây giờ là tới phần cuối cùng luôn, là đây là những cái viên mà nó lẻ lẻ, không có đủ cho cả ba đứa tự ăn, ba đứa mỗi đứa một viên, cho nên là thôi. Đúng rồi nha. Cái gì vậy? Rồi. Rồi. À, của mình là màu xanh lá đẹp lắm. Mình là màu vàng có hơi đốm trắng trắng. Ủa em cũng màu vàng? Không, cũng màu vàng mà mày là không có đốm. Ờ. Mày có đốm. Khác nhau cái gì? Là nó thúi hết ba người nha, đừng có để mà mình thúi cái hai người kia thơm nha. Thôi nha. Thôi đi, cái đó là phải duyên phận thôi. Thôi ăn đi. Dạ không? Có nên ăn không trời? Thơm. Thơm. Táo xanh, mùi táo xanh. Yeah, oh yeah. Mùi chanh. Ôi giống nhau hả? Cuối cùng. Ở dưới cuối cùng cũng đâu rồi. À. Đốt đốt nhang cúng luôn á nha. Nói chung thì cái mùi trứng thối vẫn còn nằm trong họng mình, để mình lặp lại kết thúc để mình đi ói đây. Nói chung thì video tụi mình đến đây sẽ hết rồi, và Chi ơi đọc câu thần chú đi. Câu thần chú của bọn mình sẽ là: nếu thấy video này hay thì đừng quên like và share và subscribe channel. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Gọi đi.